Vừa mang những huỳnh mến chào quý khách. Khách thân mến, thì giới thiệu với cả nhà, đây là một cái đám mai con với số lượng khoảng hơn 50.000 cây. Và khách ơi, trong này em sẽ có 3 cỡ để em giới thiệu với cả nhà. Đầu tiên là giá sẽ là 5.500, và cái loại thứ hai là 6.500, và cái loại thứ ba đó là 7.500 ha. Thì đầu tiên nè, em sẽ cho cả nhà mình xem ha. Đây, cái cỡ 5.500 ha. Cỡ 5.500 sẽ là cỡ khoảng cỡ 4 tấc. Đó, 4 tấc mà nó có những cái nhánh chia nhỏ ra ha. Gốc thì bở bằng ống hút, bằng đầu đũa mà mình ăn cơm. Còn đế á, đế rất là quái như thế này nè cả nhà. 100% với cả nhà luôn. Tất cả cái đế của cây nào cũng như vậy, sẽ là đế quái như thế này. Đó, đế quấn không theo khuôn mẫu, quấn lộn xộn nhưng mà nó nổi lên trên cái bề mặt của cái bầu. Bầu thì nó nhỏ ha, bầu thì không bự lắm nha, bầu nó chỉ khoảng bằng cái ngón tay của Quỳnh thôi. Đó, chiều dài nè, chiều cao bằng một ngón tay của Quỳnh thôi. Nhưng mà tất cả những cái cây này nè, rất là cứng cáp. Và cả nhà an tâm khi mà Quỳnh gửi đi ha, là nó không có bị lúc lắc sụp xịt gì trơn á, rất là ok luôn. Và rồi cây thì cực kỳ cứng cáp, thì loại này sẽ là 5.500 một cây nha. Đế nè, cả nhà thấy nè, đế nè, rất là quái. Và mình nuôi mình ghép á, thì nó cực kỳ là đa dạng kiểu ha. Cả nhà thấy nó không theo một cái khuôn mẫu nào hết. Rồi cả nhà xem á, là em sẽ gửi những cái mẫu mà khoảng cỡ 4 tấc, bốn tấc đến hơn 4 tấc, là với giá 5.500 ha, 5.500 một cây. Đây đó, ví dụ những cây này, trời ơi, hết xem nè, đế là coi như là đế là nó quái ha. Đó, cái mẫu nè, mẫu đế nha, quái nó nổi lên như thế này đây. Rồi ha, đây là một mẫu. Đó, em sẽ gửi tầm khoảng cỡ là 2 gang tay của Quỳnh trở lên. Nhưng mà cây là nhìn nó rất là đồng thanh và nó mập. Đó, nó mập theo cái từng kích cỡ luôn nha cả nhà. Rồi, đó, cây nhìn cứng khừ ha. Rễ thì nó ra cái bầu như thế này nè. Rồi, bây giờ đây là một cỡ nha cả nhà. Một cỡ, đó, dạng này là dạng 5.500 nè. Ai thích 5.500 thì alo em. 5.500 này thì em bán sẽ là 30 cây em ship. Và 50 cây, từ 30 cây trở lên thì em ship ha. Và em không bao phí vận chuyển. Nhưng mà 100 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển. Và 50 cây thì tặng 2 cây, còn 100 cây thì tặng 4 cây. Và bây giờ em qua thêm một cỡ nữa. Một cỡ nữa nha. Một cỡ nữa sẽ là giá 6.500 nha. Giá 6.500 là sẽ như cái cây như thế này đây. Đây, cái đế nè cả nhà. Đó, cái đế rất là quái luôn á. Phải nói là đế đẹp nha. Cây cành nhánh nè, cả nhà thấy không, cành nhánh ha, nó ra rất là ok rồi. Cây này thì bây giờ cao cũng khoảng 1, 2, 3 gang tay của Quỳnh nha, 3 gang tay của Quỳnh ha. Mẫu 3 gang tay của Quỳnh là mẫu 6.500 nha cả nhà. Và cái chột này nè, sẽ nó bự hơn ống hút, có nghĩa là nó bằng ống hút trở lên thôi, nhưng mà nó nhìn nó vẫn trội hơn cái hàng 5.500 tí. Đấy, ở ngoài mình nhìn là mình sẽ biết liền ha. Và cả nhà nhìn nè, xa xa Huỳnh quay những cái cây xa xa đó cả nhà, thì cả nhà có thể hình dung được cái cây nha. Nói chung là đây, những cái cây này là để chuẩn bị cho mình dâm, và mình về mình nuôi thêm mình mới có thể ghép được nha cả nhà, chưa ghép liền được đâu nha. Rồi, đây thêm một cái mẫu nè. Đó, mẫu này là mẫu 6.500 nè. 1 nè, 2 nè, 3 gang tay của em ha. Rồi cả nhà nhìn xem. Đó, hầu như là 60.000 cây, 5-60.000 cây này là cái đế rất là đa dạng như thế này. Đế như thế này thì về á, mình nhìn là mình thấy là nó nổi lên trên liền luôn nha cả nhà. Đó, rất là tốt. Đế rất là quái luôn ha. Đây, đây nó cũng nằm thuộc nè. Mẫu này mẫu 6.500 nha. Đó, cây cành nhánh nè. 5.500, 6.500 gì thì mình cũng vẫn trồng tàn thông được, vẫn nuôi để ghép được. Nó chỉ là nhìn là nó khác nhau về cái kích thước một tí xíu thôi. Đó, em phân ra để cho cả nhà mình có thể lựa chọn dễ dàng, thích cái giá thành nào thì cứ alo em. Đây, mẫu này cũng vậy nè, 6.500 nè. Mai này mình về mình chăm rất là coi như là khỏe luôn, bởi vì nó đang tốt xanh rì luôn cả nhà. Đó, rất là mướt luôn ha, mướt cây vô cùng. Đây, đó, ở nhà nhìn thấy cái rễ không, rễ nó cuồn cuộn nổi lên trên luôn, rất là quái ha. Đó, em sẽ lấy từng kích cỡ cho cả nhà mình nha. Và rồi bên đây sẽ là những cái mẫu 7.500 một cây ha. 7.500 một cây, và em cũng ship bắt đầu từ 30 cây nha. 50 cây tặng 2 và 100 cây thì bao ship. Thì cái hàng 7.500 á là nó rất là trội, nó trội hơn nhiều ha. Cây thì nó mập hơn một tí xíu nha, cành nhánh nè, và cao khoảng cỡ là 3
khoảng cỡ gần 4 gang tay của Quỳnh là 70 cm. 70 cm đi lên ha cả nhà. 7 tấc đi lên và cây mập mạp cứng cáp. Nhìn nó sẽ trội hơn đối với hàng 6.500 tí nha cả nhà. Và cây này thì tất cả em xin nhấn mạnh tất cả đều là những cái mẫu rất là quái. Mẫu không diễn tả được là quấn kiểu gì cả nhà. Nhưng mà nó rất là đa dạng kiểu. Nó đa dạng theo một cái cách đó là ngộ lắm cả nhà. Nó quái, nó ngộ lắm, quấn. Đây, nè, ví dụ như những cái cây mà đó, cả nhà xem nè ha. Đế là nó như thế này nè. Em cũng không thể diễn tả được nó như thế nào, nhưng mà mọi người nhìn rất là quái. Đây, em sẽ rút từ những cái cây mập mạp như thế này ha. Đó. Nó nổi lên nè. Các bạn nhà thấy ha. Nổi lên rất là quái nè. Sưu tầm những cái kiểu này nè, nổ về thì cây của mình nó được đa dạng mẫu ha. Đó, và cái mẫu mà 7.500 là rất đẹp và rất tuyệt vời luôn cả nha. Khách thấy là cái bộ đế rất là đa dạng, và cái bộ đế là quyết định được cái cây nó có giá trị nha cả nhà. Dăm ra ngoài đất thưa thưa như thế này đây, thì khi mà em âm ra ngoài đất thưa thưa như thế này rồi thì cây á bây giờ là nó mập nè, cành nhánh, chi cành nhánh là nó ra cũng khá nhiều ha. Đây, cả nhà thấy là đây em âm đây nè, nó khá là mập, bởi vì được âm ra thưa thưa nên nó rất là mập nha. Thì loại này là 7.500 một cây ha. Em ship từ 30 cây, tất cả đều là đế là y như hồi nãy luôn nha cả nhà. Đó, nhưng mà hàng này thì được âm ra thưa thưa rồi, âm ra thế này nó sẽ mập. Đó, nó mập hơn và cây nhá, cũng cứng cáp và nó cao khoảng cỡ là 7 tấc mấy đô lên ha. Thì hàng này là 7.500 một cây, và 30 cây thì em ship, 50 cây thì em sẽ tặng khách 2 cây, và 100 cây thì em tặng 4 cây ha. Đây em sẽ cho cả nhà mình xem, giờ cỏ quá nè. Đây tất cả đều cái đế nè ha, nó như thế này đây. Đế quá y như mẫu hồi nãy, nhưng mà chiều cao nè, 1 nè, 2 nè, 3, 4 ha, 4 ngang tay em, ví dụ như cây thế này. Rồi thì khách thích cái mẫu nào thì alo cho em cái mẫu đó nha. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.